Thử tưởng tượng một ngày bạn mở mắt và nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một lồng kính. Bên ngoài là rất nhiều người đàn ông mà áo blue trắng, cẩn thận chăm chú quan sát bạn. Thấy bạn chỉ có một cử động nhỏ thôi, họ sẽ ăn mừng vui sướng, cười nói liên tục bên ngoài. Nhưng chỉ có bạn tự hỏi đây là đâu và mình là ai. Những người ngoài kia tại sao lại vui mừng đến thế? Hằng ngày ở trong cái bồn kính này, nhìn họ đi qua đi lại, bạn không có cảm xúc gì hết. Chẳng biết mình tại sao ngày qua ngày, từ sáng đến tối, mình phải bị nhấn chìm trong một thùng chất lỏng, cùng với mấy cái ống ghim khắp người, không thể nào làm gì khác hơn. Cứ như vậy không biết đến bao giờ. Và đó có thể chính là những gì mà các sinh vật sống được tạo ra từ khoa học phải trải qua trong phần nửa cuộc đời của mình. Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng khoa học kỹ thuật trong Pokemon vô cùng phát triển, phải nói là phát triển một cách vượt bậc. Cũng đúng thôi, nơi cái thế giới mà mấy con vật biết phun lửa, phóng điện, điều khiển thời tiết, không gian thời gian, nhưng con người vẫn đứng đầu chủ thức ăn, thì chắc chắn họ phải trở nên thông minh hơn, sáng suốt và sáng tạo hơn, mới có thể khuất phục được mấy con quái vật này thành quả bóng màu đỏ bỏ vào túi chứ. Nhưng ngoài những sáng kiến vĩ đại đó, thì con người trong thế giới này lại đi trước chúng ta rất xa, khi họ có thể tạo ra những sinh vật sống, có ý thức, có linh hồn riêng, và chúng ta thường gọi đó là những Pokemon nhân tạo. Chúng được tạo ra như thế nào? Với mục đích gì? Chúng đã cảm thấy như thế nào khi được ban cho sự sống và đã dùng sự sống mình có được để làm gì? Hãy cùng tìm hiểu trong video này. Rồi, bây giờ thì đấng sáng tạo Arceus vẫn rất hoan nghênh gửi đi tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đang chần chừ. Sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì là gia đình nhà Porygon, bao gồm Porygon, Porygon 2 và Porygon Z. Toàn bộ gia phả nhà này được xác nhận là tạo nên từ các mã lập trình tại phòng thí nghiệm trên đảo Carnivar bằng công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ. Vì nó được tạo ra cách đây nhiều thập kỷ nên nhiều bộ phận của nó đã trở nên lỗi thời. Và đây cũng từng được cho là Pokemon nhân tạo đầu tiên được tạo ra thông qua lập trình máy tính. Do có nguồn gốc là nhân tạo nên Porygon không cần thở hoặc là ăn, mặc dù nó vẫn có thể ăn được nếu bạn cho nó đồ ăn. Còn nó tiêu hóa như thế nào thì tôi không biết nha. Nó cũng có khả năng chuyển đổi cơ thể thành dữ liệu số, di chuyển qua lại không gian mạng và thế giới thực. Bên cạnh đó thì tính năng bảo vệ bản quyền được tích hợp trong mã của nó, ngăn chặn việc sao chép thông tin qua các phương tiện điện tử. Vui ha. Nếu mà Porygon có thiệt, chắc bé Nintendo cũng bớt sắp mặt hơn tháng vừa rồi với mấy đứa hacker rồi ha. Mỉa mai dễ sợ. Nó đã trở nên hữu ích hơn trong không gian mạng bằng cách tìm kiếm bất kỳ dữ liệu đáng ngờ nào tồn tại, và nó cũng thường được tìm thấy trong máy tính hoặc là phòng thí nghiệm và các tòa nhà khác nơi mọi người đang làm việc. Theo Pokédex thì người ta nói đây là Pokemon nhân tạo đầu tiên trên thế giới, tức là trước cả hơn Mewtwo. Nhưng mà chắc đây là tinh phong bạc rồi, vì thật ra những Pokemon tiếp theo đây mới là những đứa được tạo ra đầu tiên trước cả khi khoa học máy tính được phát triển. Đó chính là gia đình nhà Golett và Golurk. Gia đình này cơ bản được cư dân của các nền văn minh cổ xưa tạo ra từ đất sét, với mục đích là bảo vệ công trình kiến trúc và bộ lạc. Vẻ ngoài được đắp đền từ đất sét, nhưng cái khiến cho nó có thể di chuyển và hoạt động là một nguồn năng lượng bí ẩn được đốt ở phía bên trong. Theo như Pokédex thì nguồn năng lượng này cho phép nó hoạt động hơn 1.000 năm. Ghê thật, thời xưa Luxilur mà có động cơ tự hoạt động hơn 1.000 năm, chưa đạt đến mức vĩnh cửu, nhưng mà như vậy cũng là một bước tiến quá lớn rồi đúng không? Dạng tiến hóa của nó là Golurk, được cho là do con người phát minh ra để hỗ trợ mọi người trong việc lao động và bảo vệ con người cùng các Pokemon khác khỏi những mối nguy hiểm. Nó cũng đóng vai trò là lính canh gác trên các bệ pháo được xây dựng trong các tường thành ở các lâu đài cổ, bằng cách đứng trước cổng và bắn ra các tia năng lượng. Cơ thể của Golurk được xây dựng tân tiến đến độ nó có thể tự thu chân lại và bay lên cao như một tên lửa với tốc độ cực nhanh, từ trước khi mà các động cơ phản lực được con người phát minh ra. Bên cạnh đó thì Golurk cũng sẽ trung thành và tuân lệnh theo chủ nhân của mình mà không hề thắc mắc. Sự bí ẩn của gia đình này một phần khiến ta liên tưởng đến những công trình hay kỳ quan của các nền văn minh cổ đại. Dường như thời đó người ta đã đạt đến một mức trình độ khoa học kỹ thuật xây dựng rất cao mà khiến cho con người thời nay vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, đến mức còn tự đặt ra giả thuyết là đã có sự can thiệp của người ngoài hành tinh, chứ không thể nào họ có thể tự xây dựng ra được những công trình như thế. Nói về kỹ thuật tạo tác của người cổ đại thì không thể thiếu gia đình Pokemon đất sét, Claydol và Baltoy. Đây là hai Pokemon được xác nhận tạo ra từ những người cổ đại vào hơn 20.000 năm trước, trước cả khi gia đình nhà Golett và Golurk ra đời, được đắp thành hình bởi đất sét và có sự sống nhờ vào một tia sáng bí ẩn chiếu vào. Trong một tập phim anime thì ta cũng hiểu rõ hơn về nền văn minh đã tạo ra Baltoy. Họ đã có thể tạo ra được một phát minh được gọi là báu vật của vũ trụ. Thực ra đó là một cỗ máy thời gian, với Baltoy là chìa khóa để kích hoạt. Với lời nhắc nhở của thế hệ sau rằng báu vật vô giá nhất của vũ trụ đó chính là thời gian. Đấy, 20.000 năm trước mà phát minh ra cỗ máy thời gian là thấy cũng dữ dội rồi đó. Còn cháu thời nay chỉ biết sách dép cho thôi á. Còn lại thông tin thêm về nhà này vẫn còn là một bí ẩn, giống như là nhà Golurk. Làm sao mà tụi nó có thể hoạt động như một sinh vật sống suốt nhiều năm? Cái này chắc phải chờ đến lúc trở lại vùng Hoenn trong mấy tựa game sau nữa chúng ta sẽ rõ hơn. Có rất nhiều giả thuyết về con người đã thay đổi thời tiết theo ý muốn của mình.
chỉ là chính phủ giấu nhẹm đi mà thôi. Thuyết âm mưu đó cũng đã được hiện thực hóa một phần thông qua Castform. Nguồn gốc loài Pokemon này đến từ viện nghiên cứu thời tiết ở vùng Hoenn. Họ tạo ra nó để giúp cho việc dự báo thời tiết trở nên chính xác và dễ dàng hơn. Nhờ vào việc nhìn vào ngoại hình của Castform mà đoán, có điều thắc mắc xíu là nó có 3 dạng: trời nắng, trời mưa, trời tuyết. Tuy nhiên thì thời tiết có đôi khi không quá rõ ràng, thì không biết lúc đó nó sẽ chuyển sang dạng gì. Mà một điều thú vị nữa, loài này có cơ thể được tạo thành từ các tế bào giống hệt như các phân tử nước, khiến cho cấu trúc tế bào của nó sẽ thay đổi về mặt khoa học bởi nhiệt độ và độ ẩm. Đồng nghĩa với việc nó sẽ không tự mình chuyển đổi hình dạng, mà cơ thể của nó sẽ phản ứng theo môi trường xung quanh. Nếu mà môi trường khô mất nước, nó sẽ chuyển thành dạng trời nắng. Độ ẩm không khí lớn thì nó sẽ chuyển thành dạng trời mưa. Còn mà phân tử nước trong người nó đông cứng lại thì nó sẽ chuyển thành dạng trời tuyết. Một cơ chế khá hay thay vì phụ thuộc vào Pokemon. Chứ mà lỡ nó vui thì nó báo đúng, không vui thì nó báo sai cho mấy anh nhà khoa học lên bờ xuống ruộng hết. Để đối phó với các sinh vật xâm lược từ nhiều chiều không gian khác là Ultra Beast, tổ chức Ether Foundation đã nghiên cứu và phát triển ra một loại dự án mang tên Beast Killer. Mục tiêu nghiên cứu là tạo ra được một Pokemon khắc chế lại tụi Ultra Beast, và từ đó Type Nun ra đời. Type Nun được phát triển với các tế bào lấy từ tất cả các hệ của các Pokemon đã có. Nhờ vào đó mà nó có thể chuyển đổi hệ tùy thuộc vào loại đĩa nhớ được gắn vào. Một loại khả năng được lấy cảm hứng từ các Pokemon huyền thoại, được nghiên cứu tại thư viện Kanalei. Khỏi nói cũng biết lấy ý tưởng từ Pokemon nào rồi ha. Ban đầu dự án tạo ra 3 con, đặt tên chúng là Typhoo, với ý chỉ khả năng thay đổi thành tất cả các hệ. Nhưng đến mức quan trọng nhất là ban cho tụi nó đặc tính thay đổi hệ tên là RKS System, thì ba đứa này lại bắt đầu nổi điên, mất kiểm soát. Thế là công trình nghiên cứu này xem như thất bại. Các nhà khoa học đành đổi tên tụi nó từ Typhoo thành Type Nun, với từ Nun có nghĩa là vô giá trị. À hay ha, thất bại, buồn thì buồn nhưng mà cũng ráng đặt tên chơi chữ cái mới chịu. Giờ đến việc tiến sĩ Faba phải dùng chiếc mũ sắt để còng đầu ba đứa này lại, xong đông lạnh tụi nó vĩnh viễn, cho đến khi Clarion giải thoát được một trong ba con trong phòng thí nghiệm đó, thu phục như là một bạn đồng hành của mình, rồi cùng nhau bỏ nhà đi bụi. Sau một khoảng thời gian chiến đấu cùng nhau thì chỉ số tình bạn trở nên cao hơn. Type Nun đã có thể tiến hóa thành một Pokemon mới, tháo bỏ chiếc mũ sắt. Giờ đây thì đặc tính RKS System mới có thể hoạt động. Vậy là ngay từ đầu, thí nghiệm này đã không hề thất bại. Chỉ là giống như những Pokemon nhân tạo khác, Type Nun thiếu đi sự gắn kết chặt chẽ và cảm nhận được tình yêu thương từ nhà huấn luyện. Nếu có thể làm được điều đó, nó có thể kích hoạt được đặc tính này. Xong ở bên vùng Gala thì công ty Marco Cosmo của chủ tịch Rose cũng đã đánh cắp được bản thiết kế của Ether Foundation và đem nó về vùng Gala nhằm mục đích tạo thêm một con Type Nun nữa. Có lẽ là ổng tính cho nó vào đội hình để sau này đối đầu với người chơi và Leon. Vì lúc ổng tạo ra Type Nun thì sự kiện đánh thức Eternatus trong bản game Pokemon Sword and Shield vẫn chưa diễn ra. Vì là đối trọng với các Ultra Beast nên Type Nun có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện từ chiều không gian khác, cũng như là khi nào cánh cổng Ultra Wormhole được mở ra, góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ quần đảo Alola khỏi các Pokemon xâm lược ngoài hành tinh. Có lẽ như hành trình của Type Nun là hành trình nhân văn nhất, khi mà chỉ cần nó gặp được nhà huấn luyện thực sự gắn kết với mình thì nó sẽ phát huy được sức mạnh thật sự và không phải chịu cảnh cô đơn như mấy Pokemon nhân tạo sắp kể tên sau đây. Có điều hơi đen tối xíu là hai con bị đông lạnh trước đó thì có vẻ một con đã được Clarion giải thoát và trao cho người chơi, còn con còn lại đâu thì tới giờ vẫn chưa biết. Hy vọng là sau này nó cũng được giải thoát ha, chứ không thì cũng hơi tội. Chắc có lẽ để cho những bản game sau chúng ta sẽ có được con Type Nun này. Magearna được một nhà khoa học tạo ra như là một món quà dành tặng cho hoàng gia, cụ thể là cho con gái của một vị vua trị vì cách đây 500 năm của vùng Kalos. Trái tim trong ngực nó là một linh hồn nhân tạo được các nhà khoa học tạo ra bằng cách thu thập năng lượng sống từ các Pokemon khác. Do nó có khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác, Magearna sẽ có xu hướng cố gắng hết sức để cứu những Pokemon bị thương. Nó thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ hoặc là cảm giác của các Pokemon khác. 500 năm trước, lúc mới được tạo ra, Magearna được phủ lên mình một lớp sơn màu vàng và đỏ. Vì là một món quà nên màu sắc của nó phải sặc sỡ, để khi nó buồn ngủ hay là mệt mỏi, nó sẽ thu mình lại và tạo ra hình dạng của một quả cầu Pokeball. Nhưng theo thời gian, lớp sơn này dần phai đi và để lại màu sắc như bây giờ chúng ta thấy. Nhìn chung thì Magearna được tạo ra từ bàn tay của một nhà khoa học cũng khá là tử tế, chứ không quá là lăng băm. Ông ấy đã tạo ra được một trái tim biết đồng cảm và yêu thương cho Magearna, khiến cho Pokemon này dù là Pokemon nhân tạo nhưng lại biết đau trước nỗi đau của người khác. Mà trong chiến đấu thì đặc tính này cũng vừa tốt vừa ba phải nữa. Cứ hễ có Pokemon nào bị đánh bại thì nó sẽ tự tăng một bậc công đặc biệt cho bản thân. Bất kể là đối thủ nằm xuống hay là đồng đội của mình nằm xuống thì nó đều sẽ tăng một bậc công đặc biệt hết. Xong rồi nó sẽ nã đối thủ chết lên chết xuống, xong thấy tội quá nó sẽ tự tăng thêm một bậc công đặc biệt cho mình nữa để đập đối thủ tiếp. Nói chung là chị đây vô cùng nhân văn. Và thông qua việc này thì cũng chứng tỏ con người hoàn toàn có thể tạo ra được những điều tuyệt vời, chỉ cần làm nó với tình yêu và sự tử tế thay vì ủ mưu trục lợi cho bản thân mình. Nguyên bản của Genesect vào hơn 300 triệu năm trước
là một loài sinh vật săn mồi mạnh nhất trên trái đất. Vào thời hiện đại, hóa thạch của loài này được tìm thấy ở vùng Unova. Sau đó được team Plasma đem về cải tiến về mặt công nghệ để tạo ra một Pokemon mạnh nhất từ trước đến nay trong thời đại này. Nhưng En cũng đã hủy bỏ dự án và bắt buộc phòng thí nghiệm đóng cửa vì anh ta cảm thấy rằng Pokemon, những sinh vật mà anh ta nghĩ rằng là hoàn hảo, sẽ mất đi vẻ đẹp của chúng nếu được khoa học biến đổi và can thiệp vào. Tuy nhiên thì nhà khoa học Dudley vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu chui của mình trong sự tức giận vì En đã phủ nhận tài năng của ông. Nhà khoa học này đã tái tạo và cải tiến thêm cho Genesect bằng cách lắp thêm khẩu pháo sau lưng nó. Nó được biến đổi để gấp các chi lại và nối đầu với loại khẩu pháo sau lưng, có thể có hình dạng giống như một chiếc đĩa bay, và nó có thể di chuyển trên trời, thậm chí là có thể bay ra ngoài không gian. Loại này đi đến đâu cũng có thể hoạt động tốt mà không gặp chút vấn đề nào. Có thể nói tuy là hơi vô nhân tính khi mà thí nghiệm cái ghép máy móc lên người của Pokemon, nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó đã khiến cho Genesect trở thành một Pokemon thích nghi tuyệt vời với đủ loại môi trường khác nhau. Thế bay cũng được trong không gian là thấy đỉnh cao rồi đó. Câu chuyện của loài này được khai thác kỹ hơn trong movie thứ 16 về sự xuất hiện của Mewtwo. Việc tái sinh ở thời điểm hiện tại với một hình dạng mới đã khiến cho loài này trở nên mất phương hướng vì quê nhà tụi nó ngày xưa đã không còn. Một phần chứng minh rằng công nghệ khoa học đã tiến bộ tới mức còn lưu giữ lại được ký ức hơn 300 triệu năm trước của loài hóa thạch đó. Nơi ở của chúng giờ đây đã là của con người và chúng không còn là sinh vật thống trị hành tinh này như trước nữa. Sự hồi sinh trái tự nhiên này một phần cũng trở nên tàn nhẫn khi giờ đây chúng phải học cách chấp nhận rằng thế giới mà chúng biết ngày xưa đã không còn. Mà nói thiệt, nếu là tôi cũng khá là cay xè xè luôn đó. Hồi xưa mình là sinh vật săn mồi mạnh nhất quả đất, xong giờ đây được hồi sinh cái lắp thêm quả pháo mà vẫn bị loài người đứng trên đầu trên cổ. Thà đừng hồi sinh cho đỡ tức sướng hơn. Một vài Pokemon Paradox tương lai cũng đích thực là những sinh vật nhân tạo được xác nhận mới nhất thời điểm gần đây. Lý do ra đời của từng con thì cũng chưa được xác định rõ ràng, nói chung là đồn đó. Nhưng mà Game Freak đồn đâu thì có thể đúng đó, nên tôi sẽ cố gắng cô động lại. Ví dụ như là Antres được đồn là vũ khí hạng nặng đến từ công nghệ tân tiến nhưng không phải của hành tinh này. Người ta đồn rằng Iron Hands từng là một vận động viên bị thương nặng nhưng được cứu sống bằng cách biến con người này thành cỗ máy. Hơi ghê. Iron Bundle là một robot do nền văn minh cổ đại tạo ra. Là cổ dữ chưa? Robot tương lai mà nền văn minh cổ đại tạo ra. Iron Valiant được cho là sản phẩm của một nhà khoa học điên đến từ tương lai, tạo ra nhằm mục đích tái sinh ra một Pokemon hệ siêu linh mạnh nhất. Iron Boulder khá là đáng thương vì có vẻ nó là một con Terrakion được cơ khí hóa thành hình dạng này nhằm mục đích chiến tranh. Iron Crown là một loại vũ khí chiến tranh được tạo ra mô phỏng từ hình dạng của Cobalion. Nói chung là mấy con này đến từ tương lai rất xa, nên có lẽ thông tin vẫn chưa chính xác. Nhưng chắc chắn con người hoàn toàn có liên quan trong việc cơ khí hóa những Pokemon Paradox có hình thù giống với những Pokemon ngoài tự nhiên này. Và chúng ta sẽ đến với Pokemon nhân tạo cuối cùng và nổi tiếng nhất, theo cuốn hồi ký được tìm thấy trong Pokemon Mansion ở đảo Cinnabar của vùng Kanto. Có viết rằng sau khi phát hiện ra Pokemon huyền ảo cực kỳ quý hiếm là Mew và thu nhập được một số mẫu DNA của nó, ông Fuji đã tiến hành nghiên cứu chui trong căn biệt thự của mình để tạo ra Mewtwo, một bản sao được sửa đổi của Mew với mục đích là biến nó thành Pokemon mạnh nhất trong tất cả các loài. Nó được giữ và nghiên cứu trong biệt thự, nơi các thí nghiệm cái ghép gen khủng khiếp đã được tạo ra, khiến cho Pokemon này trở nên hung dữ, máu lạnh, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho đến khi sức mạnh của nó lớn dần và không thể kiểm soát, nó đã thoát ra và phá hủy nơi này, để lại một ngôi nhà hoang đổ nát. Và như đã thấy trong movie đầu tiên, sinh ra là một Pokemon với sức mạnh trên tất cả, nhưng thiếu đi tình yêu thương khi còn nhỏ, cùng với thiếu đi mục đích và ý nghĩa sống, nó mang theo ý đồ thao túng và tạo ra một thế giới chỉ có những bản sao mạnh mẽ, và nó cho rằng những Pokemon khác là yếu đuối. Nhưng sâu thẳm hơn thì tôi cảm thấy đó cũng là một cách mà Mewtwo tạo ra thế giới mà nó cảm thấy được thuộc về. Vì thời điểm nó được sinh ra, Mewtwo đang là một Pokemon nhân tạo duy nhất và mang sức mạnh to lớn nhất từng tồn tại, một phát minh vĩ đại của con người, nên thành ra nó cũng là đứa đang cô đơn nhất. Bằng cách tạo ra những Pokemon bản sao, nó sẽ có một cộng đồng riêng giống mình. Những Pokemon nhân tạo có thể hiểu được cảm giác mà Mewtwo đã phải chịu suốt bấy lâu nay. Và sinh vật nhân tạo khác và nguy hiểm hơn trí tuệ nhân tạo ở chỗ, tụi nó được ban cho trái tim và linh hồn. Chúng có khả năng tự nhận thức, tự hỏi được sự tồn tại của mình đến từ đâu và mình có thể làm được gì trong cuộc sống này. Đặc biệt hơn là nó còn là Pokemon siêu linh nữa. Hệ đại diện cho trí tuệ vượt trội thì khả năng tự nhận thức của nó còn cao hơn hẳn là đúng rồi. Và nếu không cho tụi nó cảm nhận được tình yêu khi còn nhỏ thì quyền năng quá lớn sẽ khiến cho sinh vật đó đem sức mạnh mà nó có được tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh để tìm kiếm cái còn thiếu duy nhất, đó chính là sự yêu thương. Mà cái này thì làm sao mà tìm kiếm mà có được? Cái này phải hoàn toàn tự mình nhận ra chứ. Dù này thì khá giống nhân vật Homelander trong phim The Boys nếu bạn nào có coi. Hành trình chấp nhận và tìm ra con đường của bản thân Mewtwo theo tôi là một hành trình vô cùng xuất sắc của đội ngũ Game Freak đã tạo ra. Dù cho nó là Pokemon nhân tạo hay là chào đời một cách tự nhiên đi chăng nữa, khi đã được sinh ra trên đời này thì hãy cứ sống thôi. Còn sự thiếu thốn về tình yêu thương
thì có lẽ nhờ vào sự gắn kết của Pokemon và con người, cụ thể hơn là tình cảm của Pikachu dành cho Satoshi, mà Mewtwo đã dần hiểu và cảm nhận được tình yêu nơi thế giới mà mình sinh ra. Để từ đó thay vì tàn phá và ép buộc mọi thứ phục tùng theo ý mình chỉ vì bản thân cảm thấy lạc lõng, thì nó cũng đã chấp nhận và xem bản thân mình cũng giống như bao sinh vật sống bình thường khác, rằng nó cũng không cô đơn, và bản sao hay bản gốc thì cũng giống nhau, cùng chung một thế giới, cùng chung một bầu trời. Từ đó sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ và che chở những Pokemon khác, như cách mà ta đã thấy nó làm trong những movie về sau. Gì thì gì cũng quan trọng nhất là cách tụi mình chọn sống như thế nào, sống tử tế hay không thôi. Cho nên việc xuất hiện của Mewtwo với lại Genesect đối đầu nhau trong movie thứ 16, tôi thấy là có nhiều ý nghĩa nhân văn hơn so với lại cái cốt truyện bình thường của phim. Vì lúc này Mewtwo mới là Pokemon duy nhất có quyền an ủi Genesect. Nó cũng từng cảm thấy lạc lõng, cũng từng muốn thao túng, cũng từng muốn tạo ra một thế giới thuộc về mình. Nhưng cuối cùng nó cũng đã chọn sống chan hòa và tận hưởng cuộc sống được ban cho trong thế giới này. Nó cũng đã chọn sống ý nghĩa nhất thay vì là tàn phá. Thì Genesect với hoàn cảnh tương tự vẫn có thể chọn làm điều tốt đẹp thay vì cố gắng kiểm soát và thao túng mọi thứ. Nhưng mà thật ra nói về sức mạnh thì Mewtwo vẫn mạnh hơn Genesect mà. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng đã chọn sống tử tế thì Genesect có quyền chọn sống tử tế. Và đó là thông điệp của phim. À, gì thì cũng quan trọng nhất là cách tụi mình chọn sống thế nào, sống tử tế hay không mà thôi. Chứ hoàn cảnh và nơi mình sinh ra cũng chẳng nói lên được điều gì hết về bản thân mình. Tụi mình đều có quyền thay đổi cuộc sống của mình theo ý của mình muốn. Tôi nghĩ thông điệp mà Mewtwo mang tới cũng đã đủ khép lại video này. Còn Pokemon nhân tạo nào mà tôi đã bỏ qua, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.